Cô xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bước sang một chủ đề tiếp theo, chủ đề sự soi. Hằng ngày chúng ta vẫn thường đun nước nhưng ít có dịp quan sát một cách tỉ mỉ những hiện tượng xảy ra trong quá trình soi và nhất là phát hiện ra những đặc điểm của sự soi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những đặc điểm đó. Chúng ta cùng bước vào bài học và phần đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó là hiện tượng soi. Ta đi vào phần 1 la mã hiện tượng soi. Vậy thì khi đun nước hoặc là nấu chín thức ăn, làm thế nào để ta biết được nước bắt đầu sôi? Để biết được điều đó, các em hãy quan sát những hình bên dưới. Hình đầu tiên là nước được đun sôi. Khi ta quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng có một lượng hơi nước thoát ra từ vòi của ấm, chứng tỏ là nước đang bị bốc hơi mạnh. Ta tiếp tục nhìn sang hai hình tiếp theo. Ta thấy trên bề mặt chất lỏng có các bọt khí li ti xuất hiện từ đáy nồi, dần dần nổi lên trên mặt thoáng và vỡ ra tạo thành âm thanh. Từ đây ta có thể đưa ra nhận xét. Khi sôi thì chất lỏng sẽ bốc hơi mạnh, trên mặt thoáng xuất hiện nhiều bọt khí nổi lên, vỡ tung và phát ra âm thanh. Ta tiến hành sang phần số 2, thí nghiệm về sự sôi. Dụng cụ gồm có đèn cồn, cốc nước và nhiệt kế. Chúng ta sẽ bố trí thí nghiệm như hình 28.1. Khi đun nước nóng, các em sẽ thấy dưới đáy bình xuất hiện những bọt khí nhỏ, từ từ to dần và bắt đầu nổi lên trên mặt nước. Và khi nổi lên trên nước, nó sẽ bị vỡ ra và phát ra âm thanh. Lúc này sẽ có nhiều hơi bốc ra. Khi nhiệt độ của nước đạt đến 100 độ C, thì lúc này nước bắt đầu sôi sùng sục, nhiệt độ của nước giữ nguyên, không tăng nữa. Và ta nói nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C, lúc này nước đã có sự chuyển hóa từ thể lỏng sang thể hơi. Từ thí nghiệm ta có bảng kết quả như sau. Cột đầu tiên là cột thời gian theo đơn vị là phút, thời gian của chúng ta đun trong vòng 15 phút. Cột thứ hai là cột nhiệt độ theo đơn vị là độ C, nhiệt độ từ 40 độ C cho đến 100 độ C. Cột thứ ba là cột hiện tượng trên mặt nước, ta chia thành 3 giai đoạn. Cột cuối cùng là cột hiện tượng trong lòng nước, ta chia thành 4 giai đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ xét giai đoạn đầu tiên là từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 5, nhiệt độ của nước tăng từ 40 độ C cho đến 70 độ C. Lúc này hiện tượng trên mặt nước là có một ít hơi nước bay lên và hiện tượng xảy ra trong lòng nước là có các bọt khí bắt đầu xuất hiện ở đáy bình. Chúng ta sang giai đoạn thứ hai, giai đoạn từ phút thứ 6 cho đến phút thứ 10, nhiệt độ tiếp tục tăng từ 75 độ C cho đến 99 độ C. Lúc này trên bề mặt nước sẽ xuất hiện mặt nước bắt đầu sao động. Hiện tượng trong lòng nước ta chia thành hai giai đoạn. Từ phút thứ 6 cho đến phút thứ 7, các bọt khí sẽ nổi lên. Giai đoạn tiếp theo là từ phút thứ 8 cho đến phút thứ 10. Lúc này nước sẽ phát ra âm thanh, ta gọi đây là giai đoạn nước reo. Sang giai đoạn thứ 3, từ phút thứ 11 cho đến phút thứ 15, nhiệt độ của nước không thay đổi. Nhiệt độ lúc này là 100 độ C, ta gọi nhiệt độ sôi của nước là 100 độ C. Lúc này trên mặt nước có hiện tượng mặt nước sao động mạnh, hơi nước bay lên rất nhiều. Hiện tượng xảy ra trong lòng nước có các bọt khí nổi lên nhiều, càng đi lên càng to ra, khi lên tới mặt thoáng thì sẽ vỡ tung và nước sôi. Dựa vào kết quả thí nghiệm thì cô có được đường biểu diễn sự sôi của nước. Cột thẳng đứng sẽ là cột nhiệt độ theo đơn vị là độ C. Trục nằm ngang sẽ là trục thời gian theo đơn vị là phút. Thời gian của mình từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 15. Và nhiệt độ sẽ là từ 40 độ cho đến 100 độ. Góc tọa độ cô chọn. Góc của trục nhiệt độ là 40 độ. Và góc của trục thời gian là phút thứ 0. Ở đây mình sẽ chia thành hai giai đoạn.
Giai đoạn từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 11, nhiệt độ của chất tăng dần từ 40 độ cho đến 100 độ C. Cô biểu diễn bằng đoạn nằm nghiêng màu xanh. Sang giai đoạn thứ 2, từ phút thứ 11 cho đến phút thứ 15, lúc này nhiệt độ của nước hoàn toàn không thay đổi. Cô biểu diễn bằng đoạn màu hồng, nước sôi ở 100 độ C. Dưới đây là bảng nhiệt độ sôi của một số chất. Người ta cho mình một số chất và nhiệt độ sôi. Từ cái bảng kết quả này ta có thể thấy được là các chất khác nhau sẽ có nhiệt độ sôi khác nhau. Từ thí nghiệm cô có thể đưa ra kết luận. Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi ở mặt thoáng và nơi các bọt hơi trong lòng chất lỏng. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi. Nhiệt độ của một chất lỏng khi sôi được gọi là nhiệt độ sôi của chất đó. Các chất khác nhau có nhiệt độ sôi khác nhau. Chúng ta sang câu hỏi vận dụng đầu tiên. Hãy quan sát hình vẽ. Hình vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước khi được đun nóng. Các đoạn AB và đoạn BC của đường biểu diễn ứng với những quá trình nào? Các em quan sát cho cô. Đoạn AB là đoạn màu xanh. Thời gian sẽ là từ phút thứ 0 cho đến phút thứ 10. Lúc này các em thấy nhiệt độ ở A là 0, ở B là 100 độ. Vậy thì ta thấy đoạn AB nhiệt độ của chất tăng lên. Và đây là ứng với quá trình nóng lên của nước. Sang đoạn thứ 2 là đoạn BC, đoạn màu đỏ. Từ phút thứ 10 cho đến phút thứ 20. Ở phút thứ 10, nhiệt độ của nước là 100 độ. Ở phút thứ 20, nhiệt độ của nước cũng là 100 độ. Vậy thì, từ phút thứ 10 cho đến phút thứ 20, nhiệt độ của chất không thay đổi. Vậy đoạn BC sẽ ứng với quá trình sôi của nước. Chúng ta sang câu hỏi số 2. Tại sao để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi, người ta phải dùng nhiệt kế thủy ngân mà không dùng nhiệt kế rượu? Để giải thích được câu hỏi này, các em hãy quan sát bảng nhiệt độ sôi của một số chất. Nhìn vào đây, mình sẽ biết được rượu sẽ có nhiệt độ sôi là 78 độ C. Thủy ngân có nhiệt độ sôi là 357 độ C. Từ đây cho ta thấy nhiệt độ sôi của rượu thấp hơn là nhiệt độ sôi của thủy ngân. Và nhiệt độ của hơi nước đang sôi theo thang nhiệt độ Celsius là 100 độ C. Nếu như mình sử dụng rượu thì mình không thể đo được, bắt buộc mình phải sử dụng là thủy ngân. Dưới đây là phần bài ghi của chủ đề sự sôi, các em chú ý ghi vào trong vở cho cô. Phần vận dụng các em làm lại cho cô C7, C8 và C9. Nội dung ôn tập các em sẽ ôn lại cho cô từng chủ đề, sự nở vì nhiệt của các chất, nhiệt kế, nhiệt sai, sự nóng chảy và sự đông đặc, sự bay hơi và sự ngưng tụ, sự sôi. Dưới đây là phần bài tập về nhà. Các em làm bài tập, sau đó gửi về mail cho cô. Dặn dò, về nhà các em nhớ chép bài vào vở vật lý, làm bài tập và gửi lại cho cô đánh giá thông qua mail, ôm lại tất cả các chủ đề.